tôm càng xanh nè các bạn ơi, rất là tươi luôn á. Thì bây giờ mình cùng các bạn vào bếp làm món tôm càng xanh nhé. Cho vào miếng tôm miếng đồ nhé bạn, lớp tôm trước, cà phê ngọt, thêm tí cà phê, tí muối nha bạn, ít thôi, rồi các bạn đảo đều, đảo đều, tỏi vào, bạn nghe, ta làm nước sốt, cho miếng nắc xì dầu vào luôn, cái mắm vào nữa bạn, tôm này vào luôn, mình đảo đều lên các bạn, mình cho cái nước vào, mình chở lên cái mặt cho nó tiếp xúc ở dưới cho nó đều. Với các bạn đã hấp lên tôm đó các bạn, thì chia sẻ cái món ăn của góc bếp Lê Gia của mình đó đến các bạn để các bạn có một món ăn ngon hơn em. Thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình, chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và thành công nha. Video của các bạn nhắn cho mình, các bạn đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.